xin thay mặt câu lạc bộ đơn ca tài tử thành phố Tân An trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái. Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm được xem là một ngày có ý nghĩa và thiêng liêng đối với bộ môn hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Đó là ngày để mỗi nghệ sĩ, nghệ nhân thắp nén hương kính tri ân tổ sư, những bậc tiền bối đã có công khai phá bộ môn hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Và hôm nay, ngày 10 tháng 8 âm lịch, câu lạc bộ đơn ca tài tử thành phố Tân An long trọng tổ chức buổi lễ dâng hương để tỏ lòng biết ơn các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân, những viên gạch đầu tiên đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp sân khấu. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ, chúng tôi trân trọng giới thiệu về phía cấp tỉnh, trân trọng giới thiệu ông Trương Văn Nọ, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lành, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Ngọc Thảnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu soạn giả Diệp Văn Võ, Phó phòng Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu soạn giả Nguyễn Minh Tuấn, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu soạn giả Kha Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Sân khấu tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Chiểu, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ đơn ca tài tử tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú Kim Thân. Về phía lãnh đạo cấp thành phố, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Thái, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Tân An. Trân trọng giới thiệu ông Trần Chánh Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Tân An. Cấp phường trân trọng giới thiệu ông Ngô Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3. Về phía đơn vị bạn, trân trọng giới thiệu ông Phan Minh Dũng, Chủ tịch xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cùng các anh chị em câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Văn Hải, Phó phòng Văn hóa Thể thao huyện Bến Lức và các anh chị em câu lạc bộ đơn ca tài tử huyện Bến Lức. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Xuân Đam, chủ nhiệm câu lạc bộ đơn ca tài tử huyện Thủ Thừa, cùng các anh chị em câu lạc bộ đơn ca tài tử huyện Thủ Thừa. Trân trọng giới thiệu anh Sáu Xuân, chủ nhiệm câu lạc bộ đơn ca tài tử thị huyện Tân Trụ, cùng các anh chị em câu lạc bộ đơn ca tài tử huyện Tân Trụ. Và đặc biệt trong buổi lễ dâng hương hôm nay, chúng tôi hân hạnh đón tiếp các câu lạc bộ đơn ca tài tử xã phường, quý cô, quý chú, quý anh chị em yêu thích bộ môn đơn ca tài tử cải lương đã từng gắn bó với câu lạc bộ đơn ca tài tử thành phố Tân An, báo Long An, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đến dự để đưa tin. Xin nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, đến dự buổi lễ dâng hương hôm nay, chúng tôi vinh dự đón tiếp ông Trần Chánh Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Tân An. Xin trân trọng kính mời ông phát biểu. Thank you.
Xin thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Long An, các đồng chí lãnh đạo thành phố Tân An, chúng tôi toàn thể quý vị khách quý gần xa trong và ngoài tỉnh, kính thưa các cô chú anh chị em dân nghệ sĩ, ngày 12 tháng 8 âm lịch vốn là ngày truyền thống của những người làm sân khấu, nhớ tới tiên tổ của mình, thể hiện sự trân trọng biết ơn của thế hệ đi sau dành cho các bậc tiền hiền, những người mở đường cho nghệ thuật sân khấu phát triển. Thể hiện nguyện vọng của giới nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 13 QĐ-TTR ngày 4 tháng 1 năm 2011 lấy ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm làm ngày sân khấu Việt Nam. Đây là ngày hội riêng của giới sân khấu trong nước nhằm để tôn vinh ngành nghệ thuật của mình, tôn vinh khán giả, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có nội dung, tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao và hoạt động sân khấu có ý nghĩa để phục vụ cho công chúng, góp phần tạo nên đời sống tinh thần, cổ vũ toàn dân đoàn kết phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đàn ca tài tử là một trong những loại hình nghệ thuật mũi nhọn của ngành sân khấu Việt Nam, mang đậm tính phương Nam và là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. Đến hôm nay, nghệ thuật đàn ca tài tử không chỉ phát triển ở vùng Nam Bộ sông nước mà nghệ thuật đàn ca tài tử đã và đang lan truyền trên khắp mọi miền của đất nước. Tháng 12 năm 2013, nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, phong trào đàn ca tài tử của tỉnh Long An nói chung và thành phố Tân An nói riêng đang phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Nó lan tỏa đến từng con xóm ngõ hẻm, có hiệu một tin vui cho ngành sân khấu Việt Nam. Chúng ta ngày càng có nhiều những nhân tố nồng cốt cho phong trào nghệ thuật sân khấu cải lương. Những lớp học từ căn bản đến nâng cao tiếp tục được mở ra khắp nơi, thể hiện được sự quan tâm, yêu thích của mọi tầng lớp trong xã hội đối với bộ môn nghệ thuật sân khấu. Để tiếp tục phát huy truyền thống đó, thời gian tới Trung tâm Văn hóa Thể thao cùng với câu lạc bộ đàn ca tài tử thành phố Tân An sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động nghệ thuật sân khấu nhằm góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú. Sự quan tâm của lãnh đạo các ngành, các cấp sẽ là niềm động viên khích lệ cho những người làm nghệ thuật sân khấu. Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố Tân An, hôm nay Trung tâm Văn hóa Thông tin phối hợp cùng với câu lạc bộ đàn ca tài tử thành phố Tân An long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta tri ân đối với lớp người đi trước, tôn vinh các bậc tiền nhân của ngành sân khấu Việt Nam, là dịp để các cô chú anh chị em văn nghệ sĩ đàn ca tài tử cải lương giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần phát triển ngành sân khấu Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Trước khi dứt lời, xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý đã dành thời gian quý báu đến dự. Cảm ơn các cô chú anh chị em văn nghệ sĩ gần xa đã chung tay góp sức làm nên ngày hội kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Cảm ơn đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đến dự và đưa tin. Cảm ơn anh Võ Văn Thanh Đạm đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất để buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Xin cảm ơn lời phát biểu của ông Trần Kiến Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Tân An. Kính thưa quý vị, đến dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi vinh dự đón tiếp soạn giả Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Long An. Xin trân trọng kính mời soạn giả phát biểu. Kính thưa các đồng chí đại biểu tỉnh, kính thưa các đồng chí văn nghệ tài tử của các bạn cũng như ở Bình Dương, ở những núi về đến Long An để cùng với câu lạc bộ thành phố để dự vui chơi ngày giỗ tổ. Kính thưa các bạn, các đại sĩ, bữa nay đúng là ngày giỗ tổ 12 tháng 8 âm lịch
tâm văn hóa và câu lạc bộ tài tử đờn ca thành phố tổ chức ngày 10. Và tôi nghĩ rằng đây là cái điều rất là danh dự, bởi vì cái đờn ca tài tử ở thành phố Tân An nó nổi nay khoảng 10 năm. Mà tôi được biết là cô Cúc với cái nhận là trưởng và phó câu lạc bộ thành phố Tân An nhen nhóm từ cái lúc mà chưa có đến có, thì tôi nghĩ rằng cái điều này rất là rõ ràng. Mà tôi nghĩ rằng làm cái tâm bằng cái tâm nó thể hiện trong ngày nay tôi đến dự, tôi cũng là giá định những cái bài hát của các em trong năm 2016. Thực tế là 6 tháng qua, cái lớp 6 tháng qua năm 2015, năm 2014 tôi không nói, nhưng mà năm 2016 đặc biệt. Thì tôi nghĩ rằng các phong trào đờn ca tài tử của Long An, của thành phố Tân An nó rất là mạnh. Vì tôi được biết cô Cúc cũng như chú Nhẫn làm mặt cái tâm, từ cái mà không có đến cái có. Mà bữa nay thực tế ra mà nói 20 năm, 20 cái mâm mà tiếp khách trong và ngoài tỉnh, thì tôi thấy rằng cái chuyện đó là không đơn giản. Mình làm được cái sự ủng hộ của khán giả, của các em yêu mến nghệ thuật cái môn này, thì bữa nay nó chứng tỏ là cái thành tích của cái câu lạc bộ của thành phố Tân An. Nghĩa là nói mạnh thì không rất mạnh, nhưng mà phải nói có phong trào, cái đó là cái điều đáng nói. Đặc biệt là giỗ tổ bữa nay, tức là nghĩa là các em thi phố những cái bài ca, những cái bài hát mà từ cái chỗ chưa biết đến cái chỗ biết, là cái điều đó là rất điều quan trọng. Tôi xác định bữa nay tức là các em hát để chào mừng ngày giỗ tổ, tức là nhẹ nhàng thì không cần, nhưng mà cái nghệ thuật thì các em đã hòa vị được. Mặc dầu là khả năng nó có hạn, nhưng mà nó hòa vị thì tôi nghĩ được cái đó là không cả. Tôi nghĩ rằng phát triển cái nghề nghệ thuật truyền thống này thì đối với lứa tuổi trẻ thì có khi nó chưa ham muốn cái dụng câu nhạc, nhưng mà bữa nay nó chứng minh rằng, nghĩa là 30-40 em từ trẻ tới trung niên, tức là phải nói rằng ham thích cái nhạc cổ truyền.